OK, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong một cái đèn Majdan như này. Thì các bạn có thể thấy rằng cái đèn của chúng ta cấu tạo nó ở dưới nó to, phần trên cái cổ nó bóp lại dần. Cái hệ lưới của nó đan xen, có cái tính quy luật. Thì đây các bạn có thể để ý, cứ có cái điểm xuống thì có cái điểm nổi lên, điểm xuống. Và tới cái nan kế tiếp thì nó ngược lại. Đấy, rất là dễ dàng, chúng ta chỉ cần đi cho nó đối tượng SP-Line. Đi 3 điểm là được. Ở phần trên nó bóp lại thì chúng ta sẽ dùng cái FFD để bóp lại thôi. Và trước tiên chúng ta sẽ trải cái mảng ra thành một cái mảng phẳng. Sau đó chúng ta sẽ bend uốn cong qua lại và dùng FFD để bóp tạo cái cổ như này. Thì đây cái đèn này cái lưới nó khá là to. Tôi sẽ fix kích thước đi điểm cho nó chính xác bằng cách chuột phải lên cái biểu tượng Snap Toggle. Ở phần home grip các bạn có thể thấy rằng nó đang để mặc định sẵn là 10 mm, nghĩa là 1 cm. Ở đây tôi sẽ để nó nhỏ thôi, nghĩa là chúng ta sẽ vẽ cái đèn này với kích thước nhỏ, sau đó chúng ta sẽ scale lên. Còn với cái hệ lưới như này thì các bạn vẽ một kích thước lớn, các bạn thao tác trong 3D nó sẽ rất là vất vả với những các bạn máy yếu. Để nó là 5. Cái tiếp tục bấm phím G lên. Thì cái hệ lưới của chúng ta nó chính là cái mà chúng ta vừa mới fix kích thước, nghĩa là khoảng cách từ điểm này tới điểm này nó sẽ là 5 mm. Để cho độ bắt điểm của grid point. Trước tiên ở đây tôi sẽ vẽ trong đường line. Và các bạn thấy rằng cái hệ lưới của chúng ta nó khá là thưa như này. Thưa thưa. Thì khi đi lưới tôi sẽ cố gắng đi cho nó dài ra. 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, nghĩa là đoạn này chúng ta 1 phần rưỡi, đoạn này có 5 ly thôi. Kế tiếp ở đây tôi sẽ bấm SC lên, copy lên. Để cho nó khoảng tầm 20 đối tượng. Sau đó chúng ta sẽ tách lại. Cho cái màu Ctrl A, wow. Để là dạng corner. Kích Center Paper. Kế tiếp tới cái thành thứ hai tôi sẽ copy cái thành này lên. Và chúng ta sẽ mirror lại theo một trục Y. Các bạn có thể bật 3D ảo lên. Tất nhiên cái tiết diện của nó sẽ là cái dạng Bokeh. Attack hai đối tượng lại. Chọn cái độ 3 kéo xuống một chút. Để nó có khe hở một chút. Thì sau này chúng ta có thể là Turbo Smooth cái đối tượng này để nó trơn hơn. Thì cái hệ lưới mà theo chiều dọc các bạn không nên để nhiều quá. Tôi sẽ để ít lưới thôi. Khoảng tầm 6 lưới chẳng hạn. Kế tiếp tôi sẽ giữ Shift. Copy lên trên này. Để nó khoảng tầm 50 đối tượng. Vẫn ít, chúng ta sẽ copy thêm lần nữa. Kéo nó xuống một chút. OK, và bây giờ tôi sẽ tách lại. Với những cái máy yếu là các bạn sẽ cảm nhận rằng nó sẽ hơi giật rồi. Ở giữa này nó những hai cái nan này chạy giữa, để tôi sẽ vẽ cho nó bằng đối tượng khối bốc cũng được.
The Sea của Pi Edipoli attack lại. Kích vào sensor report. Kéo lên trên. Thì sau này chúng ta sẽ bend và bóp nó lại. Nên là cái lưới của cái khối bốc của chúng ta nó sẽ phải nhiều. Ở đây tôi có thể để nó 100 lưới theo phương chiều cao. Và tất nhiên là tôi sẽ chamfer mấy cái cạnh này. Ring. Bật bắt điểm dí vào cái điểm cái tia chúng ta phải copy ra bật bắt điểm để khoảng tầm 20 đối tượng. Nhầm, chúng ta sẽ phải để 40 và chúng ta copy ra 40. Ok, và tương tự cái phía này chúng ta cũng sẽ cần có một cái thanh như vậy. Sau đó tôi sẽ tách những cái đối tượng này lại. Bỏ cái tấm plan này. Và chúng ta sẽ bend cho nó. Kích sensor pivot bend 360 x y z. À đây tôi thấy rằng nó theo phương trục x là đúng rồi. À, nhưng mà hiện tại nó xoay chơi đúng chiều thì chỉnh direction 90 độ. Và những cái điểm này sau này chúng ta sẽ hàn nó lại nên tôi sẽ tăng lên một chút. Edipoli. Chọn cái độ 4. Quét những cái mặt này. Bởi vì ở giữa này nó có những cái cạnh. Các bạn có thể thấy rằng khi mà chúng ta biến một đối tượng SVLI sang đối tượng Poly. Nó có những cái cạnh giữa như này. Nên các bạn sẽ xóa những cái mặt này đi. Sau đó chúng ta sẽ chọn cột 3 cap lại. Có thể break qua luôn. Chọn cột 3 break. Ok. Kế tiếp bây giờ tôi sẽ sử dụng cái FD box. Ở đây tôi muốn fix cái chiều cao cho nhiều điểm hơn, tôi sẽ set number print 9 nút. Chúng ta sẽ bóp lại theo cái chiều của nó. Ở đây chúng ta sẽ bóp lại để biểu tượng scale trên cùng. Kéo xuống một chút. Ở dưới nó hơi to ra một chút.
đây tôi được đối tượng như này. Chúng ta có thể tu bổ sung bút thêm. Ở phía dưới chúng ta còn một cái phần gân này. Thì để đi cái đối tượng này rất là dễ thôi. Chúng ta sẽ sử dụng cái helix và đồng thời sử dụng cái path deform để nó chạy đủ một vòng. Ở đây tôi sẽ vẽ cho nó một cái circle to bằng cái ngọn đèn này, to bằng cái đáy ấy. Vẽ một cái circle cho nó to bằng cái đáy này. Align vào đây. X, Y, Center, Center. Ok. Cái tiếp tôi sẽ vẽ cho nó một cái helix. Thế để có thể chính xác được thì các bạn hoàn toàn có thể tính được cái chu vi của cái đường tròn này. Nghĩa là cái chu vi của cái đường tròn này bán kính đang là 112. Tôi sẽ lấy 112.5 nhân với 2 nhân với pi 3.14. Chiều dài nó sẽ là 707. Thì ở đây tôi sẽ vẽ cho nó cái helix. Hatch 707. Turn số vòng chúng ta có thể tăng lên ở cái mức nào chúng ta cảm thấy chấp nhận được. Radius 1 và radius 2. Thì cái này nó sẽ phụ thuộc vào cái tỷ lệ của cái helix các bạn với cái đối tượng này. Chúng ta sẽ bật 3D ảo lên. 1.5. Tôi không muốn turbo smooth cái helix này nên do đó tôi sẽ tăng cái size lên một chút. Ok. Thì nhìn nó thừa như vậy, sau này chúng ta sẽ copy để nó có nhiều cái helix này hơn, nó sẽ kín lại. Kế tiếp tôi vào modify. Các bạn có thể đưa cái pivot của cái helix này vào chính tâm thì khi nó chạy nó sẽ chạy chính xác cho mình. Kế tiếp tôi vào modify chọn path deform. Pick path. Move to path. Ở đây các bạn có thể thấy rằng tôi đã có một cái đường dẫn như này. Nhưng hiện tại gần này đang hơi bé về cái bề dày. Tôi sẽ tăng cái bán kính lên một chút cho lên 2. Ok. Kế tiếp chúng ta đang di chuyển theo phương trục Z nên đây muốn copy thêm thì sẽ giữ Shift cầm theo trục Z kéo. Để cho nó thêm hai đối tượng nữa. Và các bạn thấy rằng ở đây tôi được cái đường viền giống như cái dây thừng như này. Phần bên trên thì nó dễ hơn, các bạn thấy rằng những cái gân của nó đang chạy dọc. Đây, chúng ta cũng có thể vẽ cho nó bằng cái circle. Tăng cái bán kính lên một chút. Align vào đây. Tăng size lên một chút. Và kế tiếp tôi muốn những cái số segment cạnh dọc này nhiều hơn. Ở đây tôi sẽ sang một interpolation tăng lên. Edit poly. Chọn cái độ 2 ring. Surface grid shape.
để cái tiết diện này dạng radio cũng được, cho nó bé lại chút. Ok. Như vậy là các bạn có thể thấy rằng tôi đã hoàn thiện xong cái đèn lồng Mechidan này. Hẹn gặp lại các bạn trong những tutorial kế tiếp.